À, một con cá chẽn to nữa nha anh em. Con cá mà anh em vừa thấy trên video đó, đó là con cá mình câu được ở vùng Cà Mau nha. Vùng Cà Mau của mình là còn rất là nhiều cái con cá chẽn to như vậy đó nha anh em. Mà muốn câu được những cái con cá chẽn to như vậy á, không hề là đơn giản nha. Chẽn sẽ to vậy thì nó rất là khôn nha. Mình phải kiên trì mình mới lên được đó nha, chứ không phải là ném một con mồi xuống là nó ăn liền đâu nha anh em. Cá chẽn á mọi người là một loài rất là dữ mọi người. Cái miệng nó rất là to, một cái loài miệng cá rộng đó mọi người. Và những nó thức ăn của nó là những cái con cá nhỏ hơn, giống như là cá phi nè, cá đối nè, hoặc là kể cả là tôm và cua nó vẫn ăn được nha anh em. Tại vì cái miệng nó rất là to, nó táp nó hãm bự nè, nó hực trọn con mồi luôn anh em. Giờ là mình sẽ đi chinh phục mấy cái con cá sê to đó như thế nào nha. Anh em biết mấy trái này là trái gì không nè? À, quá trời trái luôn. Mấy trái đỏ đỏ nhỏ nhỏ như thế này nè. Mà những cái trái đen là mình ăn được nha. Trái đen là trái chín rồi đó nè. Đây. Giờ là mình ăn cho anh em xem nha. Ăn nó có vị bùi bùi ngọt ngọt nha, có vị ngọt ngọt nha mọi người. Là mà mấy cái trái mà đang đen như thế này là mấy trái chín nha, còn trái đỏ là chưa chín nha. Chỗ anh em có trái này không? Anh em biết trái này cái gì comment ở phía dưới nha anh em. Đây là set đồ hôm nay mình đi câu nha. Combo cần SX nè anh em. Đó, và đây là những con mồi nè, đây là con sắt 98. Đây, con mồi gỗ CTF nè anh em. Con này mà mình câu mà lên được cá nhiều mà tính nó chày mất tiêu hết luôn nè. Và FX90. Và nếu mà mình câu mấy cái mồi này nó không ăn nữa thì mình sẽ chuyển tới mồi mềm nha. Mồi mềm fish candy và dây là dây dành Thomas. Giờ là chiến thôi anh em ơi. Mồi mềm mãi đỉnh. Anh em xếp máy chạy. Cá ăn rồi anh em ơi. Con này to anh. Tiếp theo cái tập trước anh em thấy mình xảy con cá chẽn rất là to luôn và cá cực kỳ nhát luôn. Mà mình có câu lại thì nó cũng không ăn. Thì hôm nay mình sẽ dùng một cái con mồi để tới u được nha mọi người. Đây con mồi mềm nha. Cá nhát mà mình gỡ luôn. Và cái lưỡi này mình chơi gần 2 năm rồi đó anh em. Bây giờ cục chì mà nó đen luôn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ dùng con này mình đi câu cá chẽn coi xem sao nha anh em. Dính. Cá to to. Ơi ơi to không to. To không đây. Qua wow. Bự lắm anh em ơi. To nha. Bụng hàng to anh em ơi. Sướng chưa anh em? Sướng ghê chưa anh em? Trời ơi. Sướng ghê chưa anh em? Rồi cháy máy luôn. Nghe tiếng máy đã rồi. Còn máy nó tắt luôn nha anh em. Cho mày chạy đó. Ê, chạy đi đâu rồi? Mày phía trước luôn rồi. Ôi nó chạy xa quá anh em ơi. Họ chắc xuống dưới ao này luôn á. Cái chẽm này xuống dưới vùng này luôn. Vừa bắt từ từ nha. Nó chạy tầm khoảng 1-2 phút là bắt đầu là nó sẽ yếu lại. 1-2-3 phút đầu anh em đừng solo nha, anh em cứ dìu đi. Khi nào nó mệt thì có mình hết.
lên đây nè. Bây giờ con cá chẽm bằng nước địa ba nó ghê lắm. Chung là mình cũng không cần cách bắt đâu. Đó, thấy là đó kìa. Ừ. Con này to quá anh. Ôi! Chẳng còn chạy nha, cá khỏe nha nè. Khô mà, nó lũi vô mấy đống chè mà nó kiếm vô mấy cái bụi á. Nó quấn gì đó, nó khôn, ghê. Đúng rồi. Ôi, yếu tim quá anh ta. Giờ thấy chân dung của nó đây. Trời ơi, hồi hộp quá anh em. Lưỡi mồi mềm này thì mình cũng khá là ok. Khỏe ghê. Chích cái này là có sẵn rồi đâu anh. Sắp tập rồi ha anh. Được rồi. Wow. Tập lên. To quá nha anh em ơi. Lưỡi mồi mềm này thì mình cũng khá là ok. Khỏe ghê. Dính cái này là khó xảy rồi anh em ơi. Tập rồi. Phật lên. Đây anh em ơi, lưỡi phơm này á mọi người, thì dính cá thì cái kiểu này là khỏi sảy nha. Anh em xem nó ngạnh nè. Bây giờ là gỡ ra cũng hơi khó nữa nè. Quá trời cái ngạnh. Cái gì gì đây giúp cái này là giữ cá cực kỳ tốt luôn nha. Đây anh em ơi, con cá chẽm rất là to nha.